mọi người, vào ngày 17 tháng 11 năm 2023 thì Apple có đưa ra một thông báo về việc họ sẽ mang chuẩn tin nhắn RCS lên những chiếc iPhone của mình vào cuối năm 2024. Ngay khi mà cái thông tin này được công bố thì đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người tiêu dùng trên toàn cầu, cũng như là tạo nên những cái cuộc bàn luận rất là sôi động trên các diễn đàn, các chuyên trang công nghệ hiện nay. Và cụ thể thì cái chuẩn RCS này nó sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay thông qua một bản cập nhật tương ứng cho những chiếc iPhone của Apple. Điều này đồng nghĩa với việc là giữa những người dùng iPhone và Android, chúng ta hiện nay đã có thể trải nghiệm tin nhắn đa phương tiện một cách rất là đơn giản và dễ dàng, gửi hình ảnh, video mà không cần phải sử dụng những cái app bên thứ ba nữa. Và RCS thì nó là viết tắt của cụm từ Rich Communication Service, là một chuẩn giao tiếp trên mạng di động. Và nó được giới thiệu để nhằm thay thế cái chuẩn tin nhắn truyền thống trước đây là SMS hay là MMS chẳng hạn. Và như vậy là các bạn có thể gửi tin nhắn hình ảnh, video, những cái tệp lớn, kích thước lớn hơn hay là những vị trí rất là đơn giản và dễ dàng. Tuy nhiên lưu ý một chút là RCS nó sẽ không có mã hóa đầu cuối cao như là iMessage của Apple. Thực ra thì cái chuẩn RCS này nó đã xuất hiện khá là lâu rồi, chính xác là được phát triển bởi GSMA vào năm 2007 và được đưa vào hệ điều hành Android 5.0 Lollipop của Google. Nhưng mà mãi tới tận tháng 6 năm 2019 thì Google mới đưa chuẩn RCS này tới người dùng Android tại Mỹ. Nhưng mà tới tận tháng 12 năm 2022 thì cái mã hóa đầu cuối end-to-end encryption ấy mới được Google đưa vào cái ứng dụng Message của họ để tăng cái tính bảo mật hơn cho người dùng. Và mọi người có thắc mắc rằng là nguyên nhân tại sao mà Apple buộc phải đưa cái chuẩn tin nhắn RCS này lên iPhone của mình hay không? Thường thì chúng ta sẽ nghĩ rằng, và thậm chí là các chuyên gia họ cũng dự đoán rằng là đều do EU mà ra, bởi vì trước đây tất cả những cái thay đổi trên những chiếc iPhone hiện nay của Apple là hoàn toàn do Liên minh châu EU đưa ra một cái danh sách những cái điều mà Apple bắt buộc phải thực hiện khi mà muốn bán máy tại thị trường của họ. Nhưng mà theo chia sẻ của blogger June Gruber, cũng là tác giả của website Darling Fireball, chia sẻ rằng anh ta đã có một cuộc trao đổi trực tiếp với những nhân viên nội bộ của Apple, thì họ có chia sẻ rằng tất cả nguyên nhân là đều vì thị trường Trung Quốc mà ra. Bởi vì gần đây là chính phủ Trung Quốc mới đưa ra một cái luật hiện hành chứng nhận điện thoại thông minh, tất cả những cái thiết bị 5G tại thị trường Trung Quốc muốn bán ra phải có chuẩn nhắn RCS này. Mà các bạn biết đây, Trung Quốc là một thị trường rất là lớn của Apple, thậm chí là còn lớn hơn cả Mỹ. Chính vì vậy mà họ bắt buộc phải nghe theo những cái sự thay đổi cũng như là sắp đặt của chính phủ đưa ra. Quay trở lại với RCS thì một số những cái tính năng mới hứa hẹn sẽ có trên cái chuẩn tin nhắn này trong tương lai với những chiếc iPhone của Apple là các bạn có thể nhắn tin đối với những người dùng Android một cách rất là dễ dàng, gửi ảnh, video, chia sẻ vị trí mà không cần phải sử dụng những app bên thứ ba. Và đương nhiên thì giao thức này sẽ hoạt động thông qua mạng di động hoặc là Wi-Fi. Có một điều mà mình nghĩ nhiều bạn sẽ rất là thắc mắc, nếu như mà iPhone của Apple đã có chuẩn RCS rồi thì iMessage sẽ đi về đâu? Chuồng gà ư? Câu trả lời là hoàn toàn không. iMessage vẫn sẽ hoạt động bình thường mà nó sẽ tách biệt với RCS khi khả dụng. Nói chung hiểu nôm na rằng là nếu như các bạn là người dùng Android nhắn tin với những người dùng iPhone thì chúng ta sẽ thông qua chuẩn tin nhắn đó là RCS. Còn đối với những người dùng iPhone bình thường thì vẫn sẽ là iMessage mà thôi. Và đó là thông tin mới cập nhật về việc Apple sẽ trang bị chuẩn tin nhắn RCS cho những chiếc iPhone của mình vào cuối năm nay, cụ thể là những chiếc iPhone tại thị trường Trung Quốc. Thì theo các bạn, đây là một điểm lợi hay là bất lợi thì hãy cùng chia sẻ ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!